Anh chị em có thể nói dối được cả thiên hạ, nhưng có một thứ, có một người anh chị em không nói dối được, đó chính là gì ạ? Đó chính là bản thân mình. Và một thứ quan trọng hơn, đấy là chính là cái tiềm thức của mình. Chỉ có một buổi đầu tiên cộng với cả 2 ngày thực hành, chúng ta đã có một số thay đổi ngoạn mục ở bên trong của chúng ta, đúng không ạ? Giống như bạn Vũ Hồng hoặc là chị Nguyễn Xuân hoặc là một số anh chị em khác, chúng ta đã có sự thay đổi rất là ngoạn mục. Và sự thay đổi chính là cái điều mà chúng ta mong muốn. Bao nhiêu anh chị em mong muốn mình sẽ thay đổi ngay ở trong những cái ngày đầu tiên của cái khóa học này thì hãy comment là tôi, đúng không ạ? Comment là tôi nếu anh chị em muốn thay đổi. Thay đổi chính là điều mà chúng ta mong muốn. Không thay đổi trong học khóa này, học xong khóa này mà không thay đổi thì vứt đi, đúng không ạ? Thì coi như là không học, coi như là không có giá trị, mất thời gian, đúng chưa ạ? Mà chúng ta thay đổi càng nhanh thì điều đó thì càng ra càng tốt. Vì vậy thay đổi là chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Và nếu mà chúng ta cảm nhận được cái sự thay đổi của mình thì xin chúc mừng anh chị em, đó chính là cái điều tuyệt vời nhất. Ok không ạ? Đấy, rồi. Thế lúc đấy thì có nghe cái câu hỏi của chị Xuân, đó là mình phải làm video hàng ngày hay là mình chỉ làm video một ngày sau đó là mình chỉ cần tích vào thôi. Thì cái câu trả lời của admin Võ Đặng Thanh là chính xác. Tức là nguyên tắc để mà chấm điểm, tức là để chấm cho mọi người ấy, thì vì là mọi thứ nó trở nên đơn giản, cho nên là giúp tiết kiệm thời gian cho admin. Bởi admin đi đếm video từng người thì admin sẽ rất là vất vả. Cho nên là admin chỉ đếm ở trên cái tích của mọi người thôi, tức là mọi người tích vào đó thì tức là admin thống kê ở đó nó dễ. Cái điều này dễ cho admin. Còn anh chị em chúng ta ấy, là chúng ta là người thành công thì chúng ta phải làm vượt quá lên cái yêu cầu. Tức là admin không yêu cầu mình gửi video, nhưng đường nào mình cũng làm, mình quay video khoảng 30 giây gì đó mình gửi thì nó rất đơn giản, nó dễ. Và đồng thời làm sao ạ? Mình có một cái điều, đó là mình làm vượt quá yêu cầu của bài tập thì mình lại càng cảm thấy mình là thành công hơn. Vì vậy là anh chị em chúng ta được khuyến khích, đó là gì ạ? Là gửi cả video. Gửi video thì anh chị em thấy là gì ạ? Là mình truyền cảm hứng cho thằng khác. Thằng khác nó định không làm, nhưng mà nó thấy mình làm, nó thấy tất cả mọi người cùng làm thì bắt đầu là gì ạ? Nó cũng làm. Và như vậy là chúng ta gọi là học thầy không thầy học bạn. Cho nên là rất là tuyên dương những con người giống như chị Xuân, giống như anh chị em khác, đó là gì ạ? Kể cả là bài tập admin không yêu cầu mình vẫn làm vượt yêu cầu. Ok không ạ? Xin chúc mừng anh chị em. Đó. Và Huy cảm thấy rất là vui bởi vì anh chị em đều là những người rất là nghiêm túc học tập và làm bài tập một cách rất nghiêm túc. Đây là cái thái độ hành vi cần có của một cái người học, cái người học thành công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái lý do tại sao có những người học mà không thành công, còn có những người học thì lại thành công. Đấy, như vậy không phải là kỹ năng của cái người thầy mà kỹ năng của người trò quan trọng hơn. Tức là gì ạ? Người thầy vẫn dạy từng đấy thứ, nhưng học trò học nghiêm túc thì nó sẽ khác. Vẫn là Huy chia sẻ, nhưng run gà gáy bọn nó nằm nằm nó nghe. Tức là rất nhiều người họ nằm họ nghe, sau đó họ vừa nghe họ vừa chập chập chờn trong giấc mộng, gọi là ác mộng hay là mơ màng trong một cái giấc gọi là giấc mộng đẹp gì đó. Cuối cùng họ không nghe được cái người giảng nói, và cuối cùng họ chẳng biết ông ấy nói cái gì, và họ rút ra một kết luận, đó là ông ấy giảng không hay. Nhưng mà ở đây chúng ta đều là những cái người rất là nghiêm túc. Chúng ta ngồi, chúng ta bật cam, chúng ta chia sẻ, chúng ta comment rất nhiệt tình và lắng nghe một cách gọi là có tâm. Đấy. Và chính cái điều đó, chính cái thái độ của chúng ta ấy, mới quyết định là chúng ta là người thành công hay chúng ta là người học thành công. Ở đây chúng ta chưa thành công về mặt kết quả ở bên ngoài, nhưng cái kết quả mà chúng ta nhận được đấy là chúng ta là người học thành công đã. Học thành công tức là sao ạ? Là chúng ta học được tất cả những cái kiến thức mà ông thầy ông chia sẻ. Ông thầy ông chia sẻ điều gì ấy, là mình gì ạ? Mình học được như thế, thậm chí còn học được nhiều hơn cả những điều ông ấy chia sẻ. Thì đấy mới là cái người học thành công. Cái người học bình thường tức là nghe xong nó chép xuống, đấy là học bình thường.
Còn học thành công đấy là nghe xong đầu là chép xuống, sau đó là còn suy nghĩ, sau đó lại còn gì ạ, mở rộng nó ra. Tức là học một mà hiểu 10 thì đấy gọi là người học thành công. Đấy, và Huy rất thích cái lớp này bởi vì anh chị em chúng ta đều là những cái người mà rất là nghiêm túc cũng như là lắng nghe, và đặc biệt là comment rất nhiệt tình. Không cần hô, anh em comment rất nhiệt tình, đặc biệt là những cái bài học, những cái câu nói giá trị anh chị em comment xuống trong cái phần chat của mình, là giúp cho phòng Zoom năng lượng, cộng với cả giúp cho những người khác họ cũng có thêm cái bài học. Ok không ạ? Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp vào một cái chủ đề cốt lõi của NLP. Chúng ta sẽ hiểu được tại sao, cũng cùng một câu nói thôi, nhưng có người nghe được kiểu này, có người thì lại nghe được kiểu kia. Bây giờ Huy ví dụ anh chị em nhé. Bây giờ anh chị em chúng ta nhìn thấy một người mặc áo vest rất bảnh bao đi trên đường, thì anh chị em nghĩ người đó làm nghề gì? Comment xuống cái suy nghĩ. Mặc quần áo vest rất bảnh bao đi ở ngoài đường, anh chị em nghĩ đoán họ làm nghề gì? Comment xuống cái suy nghĩ của anh chị em, cái mà mình xuất hiện ở trong đầu của mình đó là cái gì. À, anh chị em thấy không ạ? Một dữ kiện đưa ra là một người mặc áo vest đi ngoài đường, một người mặc áo vest bảnh bao đi ngoài đường, thì anh chị em thấy không ạ? Vẫn là một cái dữ kiện, vẫn là một câu nói đó thôi, nhưng tại sao cái kết quả nó lại khác nhau như vậy? Anh chị em phần đọc cái phần comment anh chị em sẽ thấy rất thú vị nhá. Có người thì bảo là ngân hàng, người thì là bảo là người làm kinh doanh, người thì làm giáo viên, người làm công chức, người làm văn phòng, người làm công chức văn phòng ngân hàng bảo hiểm, sale cao cấp, giám đốc hoặc quản lý công ty nước ngoài, chủ doanh nghiệp, công chức đa cấp, đúng rồi, đi đòi nợ, ca sĩ, chủ doanh nghiệp, giám đốc văn phòng, sale, một người bình thường. Tại sao cũng là một thứ mà chúng ta nhìn thấy hoặc chúng ta nghe thấy thì mỗi người lại có một cái nhận định khác nhau, và mỗi một người, mỗi một cái nhận định khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá và chúng ta sẽ có những cái hành động khác nhau, hoặc là chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau, có đúng không ạ? Như vậy anh chị em tưởng tượng là cũng là một cái câu nói của cái ông thầy chia sẻ, nhưng đi vào bộ não chúng ta ấy, thì nó lại thành khác rồi. Nó không còn giống như những gì mà chúng ta gì ạ, chúng ta nhìn thấy thực tế nữa. Cái nhìn thấy thực tế đấy, nó chỉ đơn giản là gì ạ, là một chú rể đang chuẩn bị đi đến nhà cô dâu để rước dâu. Thế nhưng mà chúng ta nhìn ra ngay là một gì ạ, là nhân viên ngân hàng, hay là một gì ạ, là một công chức hoặc sale hoặc giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, hoặc là một CEO, hoặc là một businessman, hoặc là một người làm đa cấp, đúng không ạ? Đấy, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà những cái gì mà não bộ chúng ta nhận được đôi khi nó không phải phản ánh chính xác những cái gì mà diễn ra trên thực tế, đúng không ạ? Những cái gì não bộ chúng ta nhận được không phải là những cái gì chính xác chúng ta nhìn thấy thực tế, tức là thực tế nó là như vậy nhưng mà nó lại không phải như vậy. Đấy, đúng không ạ? Ví dụ như này, cái áo của Huy màu trắng, tại sao chúng ta nhìn thấy màu trắng? Bởi vì sao ạ? Bởi vì ánh sáng từ cái đèn phát đến cái áo này, và nó phản ánh đến cái mắt của chúng ta. Thực ra nó còn đi qua cái camera, nó truyền qua hàng trăm cây số, hàng nghìn cây số để đến cái màn hình của chúng ta, từ màn hình chúng ta bắt đầu mới dạ đến mắt chúng ta, nó còn qua rất nhiều bộ lọc nữa, đúng không ạ? Và đây chính là cái sự khác biệt của mỗi một người. Thế có một cái người mà cái màn hình của họ nó bị lỗi, nó chỉ hiển thị được mỗi màu đỏ thôi, thì cái áo này của Huy nó sẽ biến thành màu gì anh chị em? Cái áo nó sẽ biến màu gì ạ? Nó biến thành màu đỏ. Thế là gì ạ? Mọi người chỉ nhìn thấy Huy mặc áo màu đỏ. Đấy. Rồi ngày xưa ấy, khi mà các cái trận đá bóng ấy thì nó được truyền hình trực tiếp, nhưng mà nó chỉ có đen trắng này. Đấy là lý do tại sao ấy mà tất cả các đội bóng thì nó phải áo phải khác màu, nhưng mà không chỉ những khác màu mà một phải áo một đội màu sáng, một đội màu tối, để làm gì ạ?
để nếu như mà xem trên cái tivi đen trắng thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phân biệt được. Chứ còn đội màu xanh, đội màu đỏ đá với nhau là sao ạ? Là đen trắng là không nhìn thấy gì. Đấy, nếu mà tivi đen trắng là không nhìn thấy gì, tức là nhìn giống nhau. Bởi vì nó đều xám xám như nhau hết. Đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Những gì mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là những gì thực tế phản ánh. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ đi vào cái mô thức giao tiếp hay là mô thức thành công ở trong gì ạ? Ở trong bị trong NLP. Cái mô thức này nó bắt đầu là gì ạ? Đây là kết quả. Kết quả là thứ mà chúng ta mong muốn. Thế thì cái gì tạo ra kết quả thưa anh chị em? Cái gì tạo ra kết quả? Comment xuống cái điều mà anh chị em nghĩ. Cái gì tạo ra kết quả? Đúng rồi, anh chị em đều là những người rất là ham học hỏi và nhớ bài. Chỉ có hành động thì mới tạo ra kết quả thôi anh chị em nhé. Suy nghĩ, học tập, đọc sách không tạo ra kết quả. Nhớ điều này. Chỉ có hành động thì mới tạo ra kết quả thôi. Không hành động, không có kết quả đâu. Không đứng lên để bán hàng, không bắt đầu để mà chia sẻ thì còn lâu mới có tiền. Đúng chưa ạ? Đấy. Đó. Rồi. Học tập thì là hành động. Hành động học tập thì ra kết quả là gì ạ? Là mình sẽ có gì ạ? Có sự thay đổi. Đúng chưa nhỉ? Hành động học tập thì sẽ có kiến thức, có tri thức, có nhận thức. Sau đó thì gì ạ? Chúng ta sẽ có kết quả đấy là gì ạ? Là thay đổi ở bên trong. Đó. Thay đổi bên trong sẽ gì ạ? Tạo ra thay đổi bên ngoài. Bởi vì theo một nguyên lý rất là cơ bản của NLP đó là bên trong quyết định bên ngoài. Thì học tập đó là cái hành động để thay đổi bên trong. Đúng chưa ạ? Cái kết quả là thay đổi được bên trong của mình. Mình nghĩ rằng cái việc là đặt đặt tên lên trái tim và đọc một cái lời tuyên bố thì ban đầu nó không quen, ban đầu là nó ngu ngốc, nhưng mà sau khi mình học tập mình hiểu cái điều đó là cần thiết, là đúng, cho nên là gì ạ, mình đã tạo ra kết quả đó. Thế thì cái gì để tạo ra cái hành động, cái gì khiến cho chúng ta tạo ra cái hành động này? À, cái thứ mà giúp chúng ta tạo ra cái hành động quan trọng nhất đó chính là gì ạ? Cảm xúc. Bởi vì chúng ta có cái cảm xúc tích cực với cái điều đó cho nên chúng ta mới làm. Cái việc đặt tay lên trái tim và đọc tuyên bố, chúng ta có cái cảm xúc với nó. Trước đây chúng ta không có cảm xúc với nó. Trước đây chúng ta nghĩ cái việc đó là ngu ngốc, cái việc đó là phản cảm, cái việc đấy là không cần thiết, cái việc đấy là không vui, cho nên mình không làm. Nhưng bây giờ mình làm, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy thấy nó tự hào, mình cảm thấy mình giống người, mình không phải là khác người. Đấy, thì cái cảm thấy giống người đấy, bởi vì sao ạ? Cả đội nó làm, 30 40 thằng nó làm mà mình không làm thì mình cảm thấy không giống người, mình cảm thấy ngu ngốc. Cho nên mình làm, mình cảm thấy gì ạ? Sung sướng. Cho nên khi mình cảm thấy sung sướng thì mình hành động là mình đặt tay lên trái tim và mình làm, mình quay video. Còn nếu như mình làm với cái đội ở ngoài kia nó không làm thì mình cảm thấy ngu ngốc, mình cảm thấy gì ạ? Lạc lõng. Cho nên cái cảm xúc lạc lõng, cảm xúc ngu ngốc đấy nó khiến cho mình không làm. Như vậy là gì ạ? Cái cảm xúc này của chúng ta nó lại được gì ạ? Được dẫn dắt bởi một thứ, đó là gì ạ? Đó là niềm tin. Cái niềm tin rằng chúng ta làm cái việc này là cần thiết và chúng ta làm việc này thì sẽ giúp cho mọi người yêu quý chúng ta và cho phép chúng ta ở lại. Nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không ở lại được. Đấy là chúng ta tin rằng chúng ta mà không hành động, không làm thì chúng ta sẽ gì ạ? Bị loại khỏi nhóm. Và khi bị loại khỏi nhóm thì cảm xúc của chúng ta là sao? Không vui, cảm xúc tiêu cực, cảm xúc là buồn, đúng không ạ? Đấy. Và mất tiền nữa, đúng chưa? Và nếu như mà chúng ta tin rằng chúng ta làm thì cái cảm xúc của chúng ta làm sao ạ? Là sẽ vui, sẽ cảm thấy mình giống mọi người, cảm thấy mình không bị mất tiền, là mình được, đúng không? Cảm xúc mình được. Đấy. Và chính vì cái niềm tin đó, nó quyết định cái cảm xúc của mình. Và từ cảm xúc của mình, nó tạo ra hành động. Và từ hành động, tạo ra kết quả. À, khi mình bắt đầu đặt tay lên trái tim và tuyên bố, thì bắt đầu có những cái kết quả nó xảy ra. Đấy. Và việc của mình đó là phải kiểm tra cái kết quả này. Cái kết quả này mới chính là cái thứ mà chúng ta xem là có thay đổi hay không.
thay đổi hay không nó phải nằm ở kết quả này. Thế thì khi mà chúng ta có kết quả rồi thì chúng ta tin rằng cái việc mà đặt tay lên trái tim đó nó không còn ngu ngốc nữa, và chúng ta lại tiếp tục là gì ạ, thích làm cái việc đó, và làm việc đó thì chúng ta lại gì ạ, chúng ta lại đặt tay lên trái tim và bắt đầu lại quay video và lại gửi cho trong nhóm, và càng làm thì kết quả nó lại càng nhiều hơn, càng nhiều người thay đổi hơn, và chúng ta cũng thay đổi nhiều hơn, và sau đó niềm tin nó lại mạnh hơn, cảm xúc lại lớn hơn, hành động lại nhiều hơn nữa, và kết quả nó lớn hơn, và cái quy trình nó cứ diễn ra liên tục như vậy. Đây là cái mô thức để thành công, được chưa ạ? Và bốn cái yếu tố này sẽ giúp chúng ta có sự thành công. Thế thì cái câu hỏi này, làm thế nào để chúng ta tác động vào được một trong bốn cái yếu tố này? Cái thứ mà chúng ta muốn nhất đấy là kết quả. Thế cái gì để chúng ta tác động vào cái điều này? Thì cái việc mà chúng ta tác động đầu tiên dễ nhất đó là tác động vào cái gì ạ? Cái niềm tin của mình. Tác động vào niềm tin của mình. Đấy. Thì tác động vào niềm tin của mình thì nó sẽ có những cái như thế nào? Để tác động vào niềm tin của mình. Làm thế nào để chúng ta có thêm niềm tin? Muốn có thêm niềm tin thì chúng ta phải có thêm gì ạ? Thông tin. Được chưa ạ? Chúng ta phải có những cái thông tin ở bên ngoài đưa vào. Càng nhiều thông tin thì chúng ta càng có nhiều niềm tin. Đi học để giúp chúng ta có thêm thông tin. Đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta có kiến thức. Đấy, chúng ta có kiến thức về cái lĩnh vực đó, ngành nghề đó thì chúng ta có niềm tin về nó. Ngày xưa chúng ta có kiến thức học về vật lý, chúng ta biết rằng đám mây, hai đám mây trái dấu va chạm vào nhau thì nó tạo ra cái dòng điện, và dòng điện đấy nó gọi là sét, và khi mà sét nó đánh với một cái cường độ lớn thì nó sẽ rách không gian và nó sẽ tạo ra tiếng nổ, nó gọi là sấm. Nó không phải là thần sấm hay là thần sét giống như ngày xưa chúng ta được ông bà tổ tiên cụ kỵ chúng ta nói rằng là có ông thần sấm, ông thần sét ở trên trời, xong rồi ông ấy dùng búa, dùng chảo gì đấy, ông ấy gõ để tạo ra sấm sét. Thì cái đấy là chúng ta gì ạ? Có thông tin từ những người đi trước, họ chia sẻ lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin rằng có thần sấm, thần sét. Nhưng sau khi mà chúng ta học tập, chúng ta được nghiên cứu, được các nhà khoa học chia sẻ, thì chúng ta có kiến thức và chúng ta tin rằng không phải có thần sấm, thần sét, mà chỉ đơn giản đó là một hiện tượng vật lý mà thôi. Được chưa ạ? Cái thứ ba nữa để có niềm tin đó là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm. Những cái trải nghiệm. Trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta. Những cái trải nghiệm đó ví dụ như là những thứ mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta cảm thấy, chúng ta ngửi thấy, chúng ta nếm thấy. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta sờ thấy. Thì tất cả những cái trải nghiệm đó nó sẽ đi vào bên trong bộ não chúng ta. Nó trở thành một cái gì ạ? Nó trở thành một cái kinh nghiệm. Đấy, hay trở thành một cái ký ức. Và nó cho chúng ta được một cái công thức, hay là một cái phương trình, hay là một cái gọi là câu lệnh để lập trình. Ví dụ như này, ngày xưa khi mà chúng ta có cái trải nghiệm không vui về cái việc mà gia đình bố mẹ cãi nhau về tiền bạc, cho nên chúng ta có một cái nhận định hay là một cái lập trình rằng tiền bạc là vấn đề, tiền bạc là gì ạ? Là nguyên nhân của việc cha mẹ mình cãi nhau. Cho nên mình không bao giờ muốn có tiền hết. Đấy. Tiền bạc là nguyên nhân của tội lỗi. Cho nên là gì ạ? Cái trải nghiệm đó nó cho mình ra một cái gì ạ? Một cái lập trình, một cái công thức mà nó có thể đúng, có thể sai. Mình chưa nói về đúng sai vội. Nhưng mà gì ạ? Nó đã cho mình một cái công thức rồi. Và khi mà mình áp cái công thức đấy vào trong cuộc sống của mình thì mình bắt đầu làm việc, mình bắt đầu hành động theo những cái thứ mà mình tin tưởng. Và khi mình tin rằng tiền bạc là nguyên nhân của tội lỗi thì mình có cảm xúc thế nào về tiền ạ? Cái cảm xúc về tiền của mình sẽ là cảm xúc tiêu cực. Mình mà có nhiều tiền, mình phải tìm cách tiêu bằng hết thì thôi. Nếu như mình có tiền, mình cảm thấy day dứt, cảm thấy khó chịu, không hiểu tại sao. Chỉ vì đơn giản cái niềm tin về tiền của mình đó là một niềm tin tiêu cực. Nó đã được những cái trải nghiệm tiêu cực nó dẫn đến và khiến cho chúng ta tin rằng chúng ta cần phải tiêu hết tiền đi thì chúng ta mới hạnh phúc. Đó là lý do có rất nhiều người kiếm được tiền nhưng không giữ được tiền, hoặc là không kiếm được tiền. Cả hai cái điều này thì đều là những cái thứ không tốt, đúng không ạ?
Và khi mà cảm xúc không tích cực về tiền thì có tiền là mình phải gì ạ? Mình phải tiêu bằng hết. Mình phải mua cái này, tìm cách mua cái này, mua cái kia. Đấy, và khi mình mua cái này, mua cái kia thì bắt đầu mình cảm thấy vui. Bao nhiêu anh chị em thích đi shopping, bao nhiêu anh chị em thích mua đồ, thì đây là một trong những cái dấu hiệu để cho thấy chúng ta đang có những cái cảm xúc tiêu cực về tiền. Cứ khi nào mà mình mua hàng ấy là mình thích. Dấu hiệu của sự tiêu cực về tiền anh chị em nhé. Mình có thể nhận ra hay không nhận ra, nhưng nó vẫn đang hiển hữu. Và cái hành động hay là cái hành vi của chúng ta, nó đang thể hiện cái niềm tin bên trong của chúng ta là như nào. Và khi mà cái hành động đó thì nó sẽ ra kết quả, đó là chúng ta lúc nào cũng không có tiền. Có tiền là chúng ta tiêu bằng hết, cho nên không lúc nào chúng ta có tiền hết. Được chưa ạ? Thì đó là cái mô thức ở trong NLP, và họ đã tìm ra cái công thức để thay đổi cái kết quả bằng cách đầu tiên đó là thay đổi cái niềm tin của mình. Thì cái việc mà đưa vào những cái thông tin, cái kiến thức, cái trải nghiệm thì nó được đến từ gì ạ? Đến từ các cái giác quan. Có 5 giác quan. À, thực ra là 6 nhá. 6 giác quan. Đấy, của con người. NLP thì chỉ nói về 5 giác quan thôi. Nhưng mà Huy thì bao giờ cũng vậy, là Huy đưa vào là thêm một giác quan nữa là giác quan thứ 6. Và chúng ta cũng nghe từ giác quan thứ 6 rất nhiều rồi đúng không ạ? Thì 5 giác quan của con người bao gồm, thứ nhất đấy là thị giác, đó là nhìn, hay là chúng ta sử dụng mắt để nhìn, thì nó gọi là visual. Thứ hai là thính giác, đó là nghe, chúng ta dùng tai để nghe, nó gọi là auditory. Thứ ba là khứu giác, là ngửi, chúng ta dùng mũi để ngửi, nó gọi là olfactory. Olfactory. Cái thứ tư nữa là vị giác, là nếm, dùng lưỡi để nếm, đó là gustatory. Đấy, và thứ năm là xúc giác, là sờ, đụng, chạm, thì nó gọi là kinesthetic. Đấy, và cuối cùng nó là trực giác hay là cảm giác. Đây là một cái giác quan mà vô hình và không có một cái cơ quan nhất định nào đó để có thể chỉ ra. Nó không phải một cái cơ quan vật lý nào cả. Cho nên thông thường người ta chỉ nói về 5 giác quan thôi. Nhưng thực tế con người có 6 giác quan. Bây giờ mình chỉ tưởng tượng như này. Mình đứng như này, mình đang đứng ở một cái siêu thị, có rất nhiều người đi qua, ở trung tâm thương mại có rất nhiều người đi qua đi lại. Tự nhiên cách đó khoảng độ 20 mét, có một người nhìn chăm chăm mình rất là lâu, và nhìn với một cái ánh mắt mà muốn ăn tươi nuốt sống mình, muốn giết mình, tức là gọi là ánh mắt gọi là sát thủ, một cái sát thủ đang muốn giết mình. Tự nhiên tóc gáy mình gai lên, xong bắt đầu mình quay lại mình nhìn. Thì đó là gì ạ? Đó là một cái gọi là rất là khó để giải thích. Nhưng thực tế là gì ạ? Chúng ta không hề nhìn thấy, chúng ta không hề nghe thấy, chúng ta cũng không chạm đến họ, chúng ta không ngửi thấy, không nếm được. Nhưng tại sao chúng ta lại cảm nhận được? Đúng không ạ? Đấy, thì đấy nó gọi là cảm giác. Đấy, hay là trực giác. Đó. Thì 6 cái giác quan của con người này sẽ đi qua một cái bộ lọc. Một cái bộ lọc ở trong cái bộ não của chúng ta, nó gọi là bộ lọc RPA. Đấy. Thì Huy cũng không nói cái từ tiếng Anh, cái từ tiếng Anh nó hơi khó. Đấy. Thì Huy chỉ nói rằng ở trong bộ não của chúng ta nó có một cái phần, nó gọi là bộ lọc thông tin. Thì cái bộ lọc thông tin này để làm gì ạ? Mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc với hàng nghìn, hàng tỷ cái thông tin. Đấy, mỗi khi mắt chúng ta đảo quanh nhà thôi thì chúng ta cũng có rất nhiều thông tin. Thì việc chúng ta có bộ lọc để chúng ta giảm bớt những cái thông tin để bộ não cần phải xử lý. Và khi mà bộ não bớt phải xử lý thì nó bớt dùng năng lượng. Và cái cách để mà tiết kiệm năng lượng của bộ não, đó là chúng ta sử dụng bộ lọc. Được chưa? Bộ lọc này nó có 3 loại chính. Thứ nhất là loại bỏ, thứ hai bóp méo, thứ ba là khái quát, để giúp cho bộ não có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn. Bây giờ Huy nó hỏi ví dụ anh chị em như này. Anh chị em nhìn quanh cái phòng của mình, anh chị em thấy có rất nhiều đồ vật đúng không ạ? Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chú ý đến từng đồ vật một. Thế thì bây giờ anh chị em làm cái việc này giúp Huy nhá. Anh chị em làm việc này giúp Huy nhá. Đó là chúng ta hãy
nhìn những đồ vật màu đỏ ở xung quanh chúng ta. Rồi, chúng ta hãy đếm khoảng 5 cái đồ vật màu đỏ xung quanh chúng ta. Xong chưa ạ? Nha, 1 2 3 4 5. Rồi. Rồi, bây giờ anh chị em hãy kể tên những đồ vật màu xanh. Rồi. Anh chị em có thấy nó bị khó không? Kiểu gì cũng có, đúng không ạ? Bây giờ nhé, bộ não được tập trung vào những vật màu đỏ thì nó tự động loại bỏ những cái vật màu xanh ra khỏi mắt của mình. Mình sẽ không nhìn thấy những cái vật màu xanh nữa. Tự nhiên mình quên mất, mình không nhìn thấy những vật màu xanh nữa. Đúng không ạ? Như vậy, có một cái nguyên tắc ở trong NLP đó là gì ạ? Chúng ta chỉ nhìn thấy những gì chúng ta tìm kiếm mà thôi. Có những thứ để ngay trước mắt của chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy bởi vì chúng ta không muốn nhìn thấy nó. Ví dụ như này, có những người tìm đồ rất giỏi, còn những người không có khả năng tìm được đồ. Đấy, ví dụ như là vợ bắt Huy là đi tìm cái gọi là cái chai nước mắm, thì mình đang bận, bắt mình đi tìm, mình ra mình tìm xong mà không tìm được. Thế vợ ra mở cửa tủ ra, ngay trước mặt đây tại sao không nhìn thấy? Thì không nhìn thấy. Đơn giản là mình không muốn nhìn, mình không muốn tìm thì mình tìm một cách đối phó, cho nên mình không nhìn được. Rõ ràng nó ngay trước mặt mình, ừ nhật, ngay trước mặt tại sao mình không nhìn thấy? Đúng không ạ? À, thì lý do tại sao ạ? Bởi vì mình không muốn, mình khó chịu, mình không thích, cho nên là gì ạ? Mình không nhìn thấy. À, cho nên chúng ta phải nhớ rằng này, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mà chúng ta muốn nhìn thấy mà thôi. Ví dụ, nếu anh chị em muốn nhìn thấy ma thì mình phải tin vào ma, mình phải đi tìm ma. Còn nếu mình không tin vào ma thì mình không nhìn thấy ma. Thế những người mà sợ ma ấy, mà không muốn nhìn thấy ma ấy, thì việc đầu tiên đó mình phải cài đặt cái niềm tin đấy là ma không có thật. Thì mình tin rằng ma không có thật thì không bao giờ mình nhìn thấy ma nữa. Còn nếu mà mình tin rằng ma có thật thì kiểu gì mình nhìn thấy. Cho nên tại sao có những người thì nhìn thấy và những người không nhìn thấy, nó nằm ở chỗ này. Đúng không ạ? Rồi, có những người thì học được rất nhiều, còn có những người học được rất ít, nó cũng nằm ở chỗ này. Đó là khi chúng ta tin rằng ở đây chúng ta sẽ học được nhiều điều thì chúng ta sẽ học được nhiều. Còn nếu chúng ta tin rằng chỗ này chúng ta chẳng học được gì cả thì chắc chắn mình cũng chẳng học được gì cả. Thế thì bây giờ anh chị em chúng ta có hai lựa chọn. Bây giờ lựa chọn là tin để thấy, hoặc lựa chọn không tin để không thấy. Thì anh chị em sẽ chọn điều gì? Chúng ta chọn là tin để thấy, tức là chúng ta chọn rằng tin, để tin rằng ở đây chúng ta sẽ học được nhiều, hay là chúng ta tin rằng ở đây chẳng học được cái gì? Thì anh chị chọn tin hay không tin? Chọn tin, đúng không ạ? Chọn tôi tin để thấy. Anh chị em tin rằng cái khóa học này giúp anh chị em phát triển, tin rằng cái khóa học này sẽ giúp cho anh chị em thay đổi, tin rằng khóa học này sẽ giúp cho anh chị em có rất nhiều kiến thức mới, thì anh chị em sẽ có nó. Nếu anh chị em không tin thì kể cả là Huy giảng hay đến thế này hoặc thế nữa, kể cả đến thầy của thầy Huy giảng thì nó cũng thế thôi. Vẫn có những người họ không tin. Cho nên khi mà họ không tin ấy, anh chị em có nói thế nói nữa họ cũng không tin. Cho nên việc của mình đó là tìm cái người nào mà họ tin mình để mình chia sẻ, để mình dạy họ. Tìm cái người nào tin mình để mình nhẹ, mình bán hàng cho họ. Cái người mà họ không tin mình ấy, có bán hay thế hay nữa thì cũng không bán được hàng. Kể cả là siêu sao bán hàng, sát thủ chốt sale mà gặp cái thằng nó không tin mình thì cũng vứt. Có đúng không? Anh chị em rất giỏi bán hàng, kỹ thuật, kỹ năng rất kinh, nhưng gặp cái thằng nó không có nhu cầu mua hoặc nó không muốn mua thì làm sao ạ? Thì cũng không bán được hàng. Gặp cái thằng không có tiền hoặc không muốn mua hoặc không tin mình, muốn mua nhưng mà không tin mình thì kỹ năng, kỹ xảo vứt đi hết.
Cho nên cái việc đầu tiên đó là mình phải làm sao để cho người khác tin mình. Mình biết rằng cái niềm tin nó rất là quan trọng, cho nên phải làm cho người khác tin mình. Và những cái đạo đức kinh doanh, đạo đức NLP ấy, nó sẽ giúp cho người khác tin mình. Mình cứ chính trực đi, mình chính trực từng cái lời nói của mình đi. À, hôm trước ấy, có một bạn, bạn ấy nói với Huy rằng là cái lời nói dối vô hại. Thì mình nói dối, ví dụ như này, bạn gọi mình bảo, ê, à, đi nhậu không? Ôi, tao đang công tác ở nước ngoài, tao đang ở công tác ở Sài Gòn, trong khi mình vẫn đang ở Hà Nội. Và tao đang ở Sài Gòn, thế là nó đỡ gọi. Nói dối thế, vô hại, có hại đến ai đâu. Nhưng xin thưa với anh chị em là gì ạ? Anh chị em có thể nói dối được cả thiên hạ, nhưng có một thứ, có một người anh chị em không nói dối được, đó chính là gì ạ? Đó chính là bản thân mình. Và một thứ quan trọng hơn, đấy là chính là cái tiềm thức của mình. Anh chị em không thể nói dối được tiềm thức của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tiềm thức của mình nó rất ngu. Anh chị em nói dối, nó tưởng là thật, thì thế mới là ngu. Và lần sau ấy, nó hiểu rằng, à, nói dối là bình thường, nói dối là tốt. Cho nên một lần nói dối, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ quen. 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần. Và người ta nói rồi, một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Mình tạo cho cái tiềm thức của mình một thói quen nói dối. Thế mình nói dối một cách rất là vô thức, mình đâu có để ý đâu. Những cái người nào mà họ biết thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không tin mình nữa. Bảo à, cái thằng này chuyên gia nói dối, bây giờ nó nói không biết thật hay không. Đến lúc mình nói thật thì làm sao? Thì người ta không tin. Nên có câu chuyện là cậu bé chăn cừu, Huy kể không biết bao nhiêu lần cái câu chuyện này, con chi pa nào nó cũng bắt kể câu chuyện này. Đấy là có cậu bé chăn cừu, cậu ấy lùa đàn cừu lên đồi và ngồi trên cành cây vắt vẻo. Cậu rất là buồn chán bởi vì chẳng có việc gì làm. Thế là cậu nghĩ là mình thử lừa dân làng xem, chắc là sẽ rất vui. Thế là cậu hát toáng lên, có sói, có sói, có sói, cứu cháu với. Thế là cả dân làng bỏ hết công việc, cầm bừa sẻng rồi các loại dụng cụ lao động, lao lên trên đồi để bảo vệ, để mà đuổi con sói. Khi mà chạy lên đến trên thì mọi người hỏi, sói đâu, sói đâu? Cậu bé mới cười hịch hịch, nói rằng là làm gì có con sói nào, mọi người bị lừa rồi, ha ha ha. Mọi người rất tức giận, đi xuống và nói rằng từ sau cháu không được làm như thế nữa. Ngày hôm sau, cậu bé lại cảm thấy buồn chán và cậu nói lừa được mọi người thật là vui. Nhìn cái khuôn mặt mọi người lúc đó mình thấy thật là đáng thương tội nghiệp và mình thấy thật là sung sướng. Mình thử lừa mọi người lần nữa xem. Sau đó cậu bé lại hét lên, có sói, có sói, có sói, cứu cháu với. Mọi người lại lục đục bỏ lên, lần này chắc là thật rồi, chạy lên mau, không thì sói nó ăn hết thịt cừu bây giờ. Thế là chạy lên đến nơi, mọi người trố mắt nhìn, sói đâu, sói đâu, sói đâu. Cậu bé lại nói, ha 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 ha, lại lừa được mọi người rồi, thật là vui. Mọi người tức tối đi xuống. Lần tiếp theo, cậu bé lại buồn chán, trèo lên cây. Nhưng lần này, có một con sói to, nó rình mò, nó đến và bắt đầu vồ lấy con cừu đầu tiên, gặm cổ, ăn thịt. Cậu bé hốt hoảng, hô lên thật to, có sói, có sói, có sói, mọi người ơi giúp cháu với. Mọi người nhìn nhau và nói rằng chắc nó lại lừa mình đây mà. Và mọi người không có ai nghe nữa, mặc dù cậu ấy gào đến khản cổ. Con sói ăn hết con cừu này đến con cừu khác, nó đẫy bụng nằm y một chỗ không chạy được nữa, nhưng cũng không ai đến để bắt nó cả, không ai đuổi nó cả. Và cậu bé bị mất hết đàn cừu, lủi thủi đi về. Và cậu học được một bài học rằng nếu mình muốn mọi người tin mình thì đừng có nói dối. Và đây là cái bài học vô cùng giá trị cho tất cả chúng ta. Đừng nghĩ rằng lời nói dối vô hại. Nó vô hại với người khác ngay lúc này, nhưng nó có hại với chúng ta ở sau này. Vì vậy, tránh nói dối. Ngay cả bây giờ khi mà Huy giải thích cho con mình, ví dụ ngày xưa có rất nhiều người khi mà giải thích, họ hỏi rằng thế con sinh ra từ đâu? Rất nhiều bà mẹ sẽ nói rằng con sinh ra từ nách, rồi ông bụt bà tiên mang con đến cho bố mẹ thế này thế kia. Nhưng không, Huy giải thích
đúng khoa học, nó hiểu được hay không kệ nó, nhưng mình phải coi nó là một người lớn, mình tôn trọng nó. Mình nói rằng để mà sinh ra một em bé thì cần có tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Đấy. Và khi mà trứng và tinh trùng gặp nhau thì bắt đầu một thai nhi được sinh ra. Nó hỏi là thai nhi là gì, là bố mẹ học bố. Thì bắt đầu mình giải thích thai nhi là gì. Và Huy cho nó xem cái quy trình, cái quá trình tạo ra một em bé ở trên YouTube. Trên YouTube nó có cái gọi là quy trình để tạo ra em bé. Mình tôn trọng nó và mình giải thích thật, không nói dối con mình. Đấy, mình giải thích thật. Và tất nhiên với những kiến thức non nớt của đứa trẻ, nó có thể chưa hiểu được, nhưng nó biết là nó được sinh ra như thế nào. Nó không hiểu đâu, nhưng nó vẫn biết. Ít nhất nó không bị lừa. Ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đó thì mấy đứa trẻ nhà Huy nó cái hôm vừa rồi mà đi suối ấy, lội suối á, thì có chú Hằng chú Cuội với cô Hằng gọi là đến để hoạt náo viên. Thế thì những đứa trẻ đó nó rất là thích, mặc dù là nó biết là chú Cuội này không phải là chú Cuội trên mặt trăng xuống, nó biết cô Hằng này chỉ là đóng giả thôi, nhưng nó vẫn thích. Đó, nó vẫn thích. Hoặc là năm ngoái thì khi mà Noel ấy thì có ông già Noel đến tặng quà cho các cháu thiếu nhi, thì có một thằng bé nó khoảng độ 4-5 tuổi thôi, nó bảo ông già Noel này ông già giả mà không bao giờ thật. Đấy, nó nói vậy. Thì nuôi dưỡng cho con cháu, cho con mình những cái niềm tin tích cực thì cũng tốt, nhưng chúng ta không nên đánh lừa, không nên nói dối trẻ con. Bởi vì sớm hay muộn thì nó cũng biết. Nhưng khi nó biết thì nó sẽ biết rằng người lớn là những kẻ lừa dối. Và khi nó biết rằng người lớn thì được phép lừa dối, thì lớn lên nó cũng nghĩ rằng cái việc lừa dối là việc bình thường. Bố mẹ mình nói dối mình suốt cả tuổi thơ mà, thì bây giờ mình cũng nói dối con mình, mình cũng nói dối vợ mình nói dối chồng mình cũng nói dối khách hàng của mình, đấy, chuyện bình thường. Và đó là một hệ lụy của xã hội khi mà chúng ta cứ tiếp tục làm cái việc đó, được không ạ? Đấy, và tất nhiên nó chỉ là cái niềm tin thôi. Cái niềm tin rằng cái việc nói dối là chuyện bình thường thì chúng ta sẽ đưa ra cái cảm xúc là gì ạ? Nói dối chẳng có gì cả. Nhưng một số người cảm thấy nói dối là tội lỗi, một số người thì cảm thấy nói dối là không ổn. Nhưng cái cảm xúc của mình với nói dối là sao ạ? Là vui vẻ, là bình thường. Cho nên mình tiếp tục nói dối, cái hành động của mình là tiếp tục nói dối. Và cái kết quả là gì ạ? Là mọi người không tin mình. Kết quả là mọi người không tin mình. Và đây là cái điều mà NLP họ đã tìm ra, nhưng không phải dễ dàng để mà có thể thay đổi cái niềm tin của cả xã hội. Bởi vì cả xã hội đang được cài đặt một cái niềm tin từ cổ xưa. Đấy, một cái niềm tin từ rất xưa. Đó. Thế thì quay trở lại 5 cái giác quan. Thì 5 giác quan này nó sẽ đi qua một cái bộ lọc. Và cái bộ lọc này nó có 3 cái loại. Cái bộ lọc thứ nhất đây là bộ lọc loại bỏ. Như vừa rồi ấy, chúng ta đã làm một cái ví dụ. Khi mà chúng ta tập trung vào những vật màu đỏ thì chúng ta sẽ không nhìn thấy những cái vật màu xanh. Và chúng ta phải loại bỏ bớt những cái thông tin mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta ngửi thấy, chúng ta cảm thấy. Để mà gì ạ? Để mà chúng ta bớt đi cái năng lượng để mà sử dụng. Ví dụ như này. Khi mà chúng ta ngửi thấy một cái mùi hôi, chúng ta bước vào trong cái xe hoặc bước vào trong nhà, chúng ta ngửi thấy mùi hôi. Nhưng một lúc sau chúng ta không ngửi thấy mùi hôi nữa. Xin thưa với anh chị em, mùi hôi nó đã biến mất hay bộ não chúng ta không tiếp nhận nữa? Chúng ta đi ra khỏi cái xe đó, một ngày sau chúng ta quay trở lại cái xe đó, mở cửa ra chúng ta lại ngửi thấy mùi hôi. Nhưng ở trong xe một lúc, chúng ta không ngửi thấy mùi hôi nữa. Tương tự như vậy nếu mà ở trong nhà. Mùi hôi nó vẫn ở đó, không đi đâu hết. Chỉ có là não của chúng ta nó không tiếp nhận cái mùi đấy nữa thôi. Mũi thì vẫn ngửi thấy, nhưng não không tiếp nhận nữa. Bởi vì nó qua một cái bộ lọc.
nó loại trừ đi cái mùi hôi đấy để làm gì ạ? Để cho bộ não chúng ta bớt đau khổ, bớt phải tiêu tốn năng lượng, có đúng không ạ? Rồi, có những người họ ở bên cạnh cái đường tàu ấy, hoặc là họ ở những cái phố rất là đông đúc ồn ào, thì họ mới về đấy, họ mới chuyển về đấy họ ở, thì họ không thể nào ngủ được. Tàu chạy suốt đêm, rồi đông đúc ồn ào ở cạnh cái chợ hoặc là cạnh cái đường cao tốc, ui rồi ôi, không ngủ được anh chị ạ. Nhưng mà những cái người mà ở đó quen rồi, họ ở nhiều năm rồi, thì sao ạ? Tàu chạy cứ chạy, mình ngủ cứ ngủ, chả liên quan gì. Và bộ não nó đã gì ạ? Loại bỏ những cái thông tin như vậy ra khỏi cái đầu của mình để làm sao ạ? Để đầu mình nhẹ nhàng hơn, bớt xử lý thông tin hơn, để mình xử lý những thông tin quan trọng cần thiết, và mình bộ não nó đỡ phải xử lý nhiều. Bộ não chúng ta nó giống như cái máy tính, nếu mà nó xử lý quá nhiều thì nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị đầy bộ nhớ. Đấy, và đầy bộ nhớ thì sao ạ? Thì nó sẽ hoạt động chậm và nó sẽ bị đơ. Đấy. Vì vậy, đây là một cái yếu tố thích nghi để giúp cho bộ não tồn tại, sống sót. Loại bỏ là một trong những cái yếu tố đầu tiên của bộ lọc. Và khi loại bỏ thì bắt đầu nó sẽ có một cái hiện tượng, đó là hiện tượng bóp méo sự vật, sự việc. Chúng ta sẽ không nhìn thấy những thứ mà thực sự nó được diễn ra ở ngoài kia. Lược bớt những cái thông tin mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta ngửi thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta cảm thấy. Ví dụ như này, là chúng ta nghe cả một câu chuyện rất là dài, nhưng chúng ta chỉ nắm bắt được vài từ thôi. Sau đó chúng ta đưa ra kết luận. Ví dụ, Khổng Tử có rất nhiều đệ tử, trong đó có một người đệ tử rất trung thực và thật thà. Rồi một ngày, trong một cái giai đoạn mà rất là khó khăn, tất cả mọi người đều rất là đói, thì họ có một cái đợt cứu trợ và có một ít gạo. Và khi đó thì cái người đệ tử được yêu mến, được giao cái nhiệm vụ đó là thổi cơm cho mọi người. Tất cả mọi người đều rất là đói, và cái người đệ tử này cũng rất đói. Thế thì khi mà thổi cơm thì Khổng Tử mới ghé mắt vào xem. Thì đột nhiên ông ấy nhìn thấy cái người đệ tử thổi cơm này cho tay vào nồi cơm, cho cái gáo vào nồi cơm, múc cái cơm ở bên trên ra, sau đó là gì ạ? Nắm thành từng nắm, rồi cho một mồm ăn. Thì Khổng Tử rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ, bởi vì cái người này vốn là một cái người rất là thật thà, nhưng không ngờ rằng họ lại có những cái hành vi như thế. Rồi Khổng Tử cũng không nói gì. Đến khi dọn cơm ra thì mọi người mới nói rằng chúng ta rất lâu rồi mới được ăn một bữa cơm như thế này, chúng ta nên thắp một nén hương và cúng thần linh để cảm ơn. Đấy. Thì cái người đệ tử thổi cơm này thì xua đi, mới nói rằng là không nên. Bởi vì khi mà nấu cơm ấy thì tôi vô ý có những cái mạt gọi là những cái bụi ở trên mái nhà nó rơi vào nồi cơm. Thì tôi đã phải, bởi vì tôi sợ rằng cái mạt đấy nó sẽ làm hỏng cái nồi cơm, cho nên tôi đã gạt đến những cái bụi bẩn đấy đi. Và tôi định vứt nó đi, nhưng mà bởi vì nó rất là quý, những hạt gạo đều rất là quý, và tôi cũng rất là đói, cho nên là tôi đã quyết định là ăn hết cái phần bẩn đó. Đó. Cho nên là khi mà tôi đã ăn rồi thì không nên mang cái cơm đấy đi cúng. Thì Khổng Tử lúc đấy mới ra, mình đã suýt nữa trách nhầm một cái cậu đệ tử rất là hiền lành và chất phác, trung thực, chỉ vì mình nhận được cái thông tin, mình nhìn thấy cái thông tin rõ ràng, nhìn bằng mắt mình, nhưng cái thông tin đó
nó lại là không phải cái thông tin chính xác, không phải là cái thông tin giống như mình tưởng tượng, giống như mình nghĩ. Hóa ra cái câu chuyện nó khác. Như vậy ở đây đó là gì ạ? Khi chúng ta bị lược bớt những cái thông tin thì chúng ta bắt đầu suy luận, và có thể cái suy luận của chúng ta nó đã không còn đúng giống như những gì diễn ra trong thực tế nữa. Cho nên một cái bài học rút ra đó là chúng ta đôi khi đừng có quá kết luận một cách vội vã. Bởi vì chúng ta chưa đầy đủ thông tin mà chúng ta đưa ra kết luận, đưa ra đánh giá thì có thể chúng ta sẽ bị đánh giá sai. Và khi đánh giá sai thì chúng ta sẽ có niềm tin sai về cái người này. Và khi có niềm tin sai vào cái người này thì chúng ta bắt đầu có những cảm xúc không tốt về cái người này. Và khi có cảm xúc không tốt về cái người này thì có thể thì chúng ta sẽ có những cái hành động không tốt về cái người này. Và khi hành động không tốt về cái người này thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả không tốt. Ok không ạ? Vì vậy chúng ta không nên vội vã để ra quyết định hay vội vã để kết luận một cái sự vật sự việc khi chúng ta không đủ thông tin. Rồi, đấy là cái nguyên tắc đầu tiên khi mà chúng ta học về cái bộ lọc. Một cái bộ lọc tiếp theo nữa, đấy là bộ lọc về sự khái quát, tổng quát. Đó là khi mà chúng ta nhận được một số thông tin thì thường chúng ta sẽ tổng quát hóa nó lên. Ví dụ như này, tất cả những người mặc áo vest thì đều là doanh nhân. Hoặc là gì ạ? Đa số những người mặc áo vest là làm đa cấp. Hoặc những người làm ngân hàng thì mặc áo vest. Đấy, thì tất cả những người mặc áo vest là người làm ngân hàng. Thì đây là một cái suy luận hay là một cái gì ạ? Bộ lọc tổng quát. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều gì đó, hoặc nghe cái gì đó, hoặc cảm nhận điều gì đó. Hoặc là như này, chúng ta bị một con chó nó cắn thì chúng ta suy ra rằng tất cả các con chó đều nguy hiểm. Và điều này khiến cho chúng ta sợ hãi khi đến gần những con chó. Bao nhiêu anh chị em có những cái nỗi sợ giống như là sợ chó, sợ rắn, sợ mèo, sợ dán, sợ chuột, sợ rơi, sợ ong, sợ muỗi gì đó. Nó tương tự như vậy. Bởi vì chúng ta đã từng bị con rắn nó cắn, cho nên nhìn thấy con rắn là chúng ta ghê hết cả người, bất kể con rắn nào. Thực tế có những con rắn rất hiền và nó không cắn. Anh chị em có muốn xem những con rắn mà nó không cắn không? Nhiều lắm. Rắn như rắn như rắn đây, anh em thấy không? Đấy. Người ta còn cầm rắn sờ rắn này, có sao đâu? Đấy, đây. Chơi với rắn. Nhiều người nhìn nó đã sợ rồi. Đây. Xin chào tất cả khán giả của phòng. Thấy con búp bê, Lô vẫn rất lo lắng cho cô bé và mong rằng cô bé Lô được cha của cô bé đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì sự dũng cảm của cô bé nhỏ tuổi. Được biết gia đình em nuôi hai con chăn lớn tên là Sony và to thế này cơ mà. Làm thú cưng ấy, nhá, vuốt ve nó, chơi với nó. Đó. Anh em thấy không ạ? Không phải tất cả các con rắn nó đều cắn, nhưng mà mình nhìn thấy rắn là mình sợ, nhìn thấy là thấy ghê hết cả người. Đấy là gì ạ? Đấy là bộ lọc tổng quát. Đó. Rồi. Mỗi khi mà chúng ta có cái bộ lọc như vậy thì nó sẽ cho chúng ta những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc khác nhau. Những cái này nó gọi là chương trình meta,
tức là nó gọi là nằm sâu ở dưới đáy của cái tiềm thức, thì nó gọi là những ký ức, những cái giá trị, niềm tin, những cái cảm xúc hay là cái thái độ chúng ta. Và từ tất cả những cái điều này thì nó tạo ra hành động, và từ hành động mới tạo ra kết quả. Được chưa? Thì những cái chương trình meta này của chúng ta, nó sẽ là những thứ mà chúng ta cần phải thay đổi. Đấy. NLP sẽ giúp chúng ta làm hai thứ. Thứ nhất, đấy là thay đổi cái bộ lọc của mình. Thứ hai là thay đổi ký ức, giá trị, niềm tin, cảm xúc và thái độ của mình. Hai cái thứ này là hai cái thứ nằm ở bên trong, nhưng nó sẽ quyết định cái hành động và kết quả. Hành động và kết quả là những thứ nằm ở bên ngoài, và dựa vào những cái thứ thay đổi ở bên trong. Giống như là cái này. Đấy. Chúng ta thay đổi hai yếu tố, đấy là niềm tin và cảm xúc, thì chúng ta sẽ giúp cái việc mà thay đổi hành động và kết quả. Hành động và kết quả là hai thứ là bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, những cái hành động, hành vi của chúng ta là thứ chúng ta nhìn thấy. Được chưa ạ? Và những cái niềm tin và cảm xúc là những cái thứ ở bên trong chúng ta không thấy. Nhưng mà dựa vào hành động chúng ta đoán được cảm xúc, và dựa vào cảm xúc thì chúng ta quyết định hành động. Thế thì có một cái yếu tố nữa ở trong NLP. Đấy, có một yếu tố nữa trong NLP, đó là gì ạ? Hành vi không quyết định con người, nhưng con người được định hình thông qua hành vi. Được định hình hay được đánh giá? Được đánh giá. Thông qua hành vi. Điều này có nghĩa là như nào ạ? À, nếu như mà chúng ta chỉ suy luận từ một cái hành vi đơn lẻ mà suy ra họ là người thế này thế kia là không đúng. Ví dụ như là cái cậu học trò như lúc nãy có chia sẻ. Cái hành vi của cậu đó là gì ạ? Ăn vụng cơm. Đúng không ạ? Đó là ăn vụng cơm trước khi mà mọi người được ăn. Thì cái hành vi đó suy ra cậu ấy là người xấu, cậu ấy là người không tốt, cậu ấy là người vị kỷ. Đấy, cậu ấy người không trung thực. Thì cái điều này là sai. Đúng không ạ? Nhưng ngược lại, con người được đánh giá và định hình thông qua những hành vi. Tại sao lại như vậy ạ? À, nếu như mà cậu ấy làm cái điều đó một lần, hai lần, nhiều lần, thì cậu ấy sẽ bị mọi người đánh giá là cái người không tốt và không đáng tin tưởng. Kể cả cậu ấy làm việc đó với một cái mục tiêu tốt. Có đúng không ạ? Như vậy, chúng ta có thể dựa vào hành vi để suy ngược lại, hành vi hay hành động, để chúng ta suy ngược lại họ có giá trị, niềm tin như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có đầy đủ thông tin về cái hành vi của họ. Không thể nào chỉ nhìn một cái hành vi sơ lược mà đánh giá một cách vội vã. Vừa rồi thì có một cái thông tin gọi là ở trên mạng ấy. Đấy, mà đại gia mà cặp với cả diễn viên người mẫu ấy. Búp bê đấy, đại gia với búp bê đấy. Thế thì có rất nhiều người dè bỉu, rất nhiều người chê bai, rất nhiều người nói thế này thế kia. Cho tới khi cái ông đại gia này, ông ấy đứng ra, ông ấy thanh minh, ông ấy tự chia sẻ, ông ấy nói rằng ông ấy và vợ ông đã ly thân và đã ly dị cách đây mấy năm rồi. Cả hai người đều tự do rồi. Cho nên đây không phải là vấn đề là tiểu tam hay ngoại tình. Nhưng mà không phải ai cũng đọc được cái thông tin này, không phải ai cũng biết. Chỉ biết một cái thông tin là đại gia cặp với chân dài, thế là tung lên, thế là gì ạ? Là mọi người thi nhau rồi nhảy vào oánh giá này, cô này thế này, ông này thế kia, đại gia là thế này, đại gia thế khác. Thì tất cả những cái điều đó là đều là những cái thứ sai lầm. Cho nên khi chúng ta đã là cái người tỉnh táo, những người học NLP là những người tỉnh táo, thì chúng ta nên cân nhắc cẩn trọng
trong cái lời nói và hành vi của mình. Bởi vì lời nói, hành vi của mình sẽ quyết định là cái tâm thức của mình. Và khi chúng ta chưa có đầy đủ thông tin thì tuyệt đối đừng vội vã đưa ra những cái kết luận hoặc là những cái nhận định, được không ạ? Đấy, chúng ta chỉ nghe cái người này nói thôi. Hoặc là ví dụ như này, có rất nhiều người chỉ có nghe nói là đa cấp, và là có nhiều thằng đa cấp nó lừa đảo lắm. Thế là họ khái quát tổng thể nên là tất cả đa cấp là lừa đảo. Và đa cấp nó trở thành một cái từ xấu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái con người thiếu tỉnh táo, họ lại là những cái người mà truyền thông một cách ngoạn mục nhất. Những người thiếu tỉnh táo lại là những cái người mà to mồm nhất. Và vấn đề là những người đi theo, tức là nghe theo, cũng là những người thiếu tỉnh táo. Họ không hiểu thế nào gọi là lừa đảo, thế nào gọi là đa cấp, nhưng họ vẫn tiếp tục truyền cái thông tin đấy đi một cách vô thức. Họ tin rằng đa cấp là lừa đảo, cho nên họ cứ nói đi nói lại cái điều đó, mà họ cũng chẳng hiểu tại sao họ nói điều đó. NLP có thể giải thích cho anh chị em chúng ta tại sao họ lại nói như vậy. Có một cái câu chuyện như này. Người ta thí nghiệm ở trong một cái chuồng, người ta bắt một cái thang, ở bên trên treo một nải chuối, bên trong đó họ thả vào 50 con khỉ. Những con khỉ thì đều bị đói, và nó nhìn thấy nải chuối thì nó đều muốn trèo lên để lấy đồ ăn. Nhưng mỗi khi một con khỉ trèo lên cái thang thì ngay lập tức sẽ có một luồng, sẽ có 5 cái luồng nước rất mạnh bắn vào các con khỉ. Kể cả con khỉ leo lên lấy chuối hoặc cả những con khỉ đứng bên dưới cũng bị bắn. Và sau đó các con khỉ nhận ra rằng nếu mà nó leo lên cái thang để lấy chuối thì nó sẽ bị bắn. Và kể cả nó không leo mà con khác leo cũng bị bắn. Cho nên bất kể con khỉ nào ý định leo lên cái thang để lấy chuối, lập tức bị những con khỉ khác kéo xuống và đánh đập tơi bời. Sau một thời gian, 5 con khỉ, không con khỉ nào dám leo lên lấy chuối nữa, ngay cả khi nó không biết là có nước bắn hay không. Sau đó người ta thay thế một con khỉ bằng một con khỉ khác. Người ta lấy một con khỉ ở trong chuồng ra và đưa một con khỉ mới vào. Con khỉ mới này thì rất vô tư, nhìn thấy nải chuối lập tức trèo lên. Nhưng ngay lập tức 4 con khỉ kia nhanh chóng kéo nó xuống và đánh cho nó một trận. Không có tia nước nào được bắn ra cả, nhưng con khỉ leo lên thang vẫn bị đánh tơi bời. Lần sau nó bắt đầu rụt rè mon men lên cái thang định trèo lên, ngay lập tức nó nhòm sang xung quanh, 4 con khỉ lườm nó cháy mắt luôn, sợ quá không dám leo lên nữa. Không có tia nước nào được bắn ra hết. Nhưng cái con khỉ thứ 5 mới vào đã hiểu rằng nếu mà nó leo lên thang nó sẽ bị đánh. Tiếp theo người ta dần dần thay thế những con khỉ cũ bằng con khỉ mới. Con khỉ thứ 2 được thay vào, nó cũng hào hứng leo lên thang và nó bị các con khỉ khác kéo xuống đánh thậm tệ. Ngay cả con khỉ mới thay vào trước nó cũng kéo nó xuống và đánh hội đồng giống như con kia. Bởi vì ngày xưa nó leo lên thang nó cũng bị đánh, bây giờ một con khác leo lên thang nó cũng là cái người xông vào đánh con khỉ đó. Tiếp theo con khỉ thứ 3 mới vào hào hứng leo lên thang, lập tức bị 4 con khỉ còn lại kéo xuống quánh tơi bời. Con khỉ thứ 4 tương tự như vậy cũng bị đánh tơi bời. Con khỉ thứ 5 tương tự như vậy cũng bị đánh tơi bời. Và cuối cùng cả 5 con khỉ ở trong cái chuồng đó đều là 5 con khỉ mới tinh. Không có con khỉ nào bị bắn vào những cái tia nước trước đây. Nó chưa từng nhìn thấy những tia nước nào bắn vào người bất kỳ con khỉ nào. Nhưng bất kể con nào định mon men leo lên cái thang đó để lấy chuối đều bị đánh tơi bời. Không hiểu vì sao mình lại đánh những con khỉ đó. Mà không hiểu vì sao những con khỉ đó bị đánh. Ngay cả chính những con khỉ bị đánh hoặc con khỉ mà đánh con khỉ khác, nó cũng không hiểu tại sao nó làm việc đó. Chuối thì ở trước mắt nhưng không dám ăn, đói mà không dám leo thang, mà cũng không hiểu tại sao. Anh chị em hiểu cái thí nghiệm này không ạ? Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta được bố mẹ, được ông bà, được những cái người xung quanh chúng ta nói những cái câu chuyện
rằng là người giàu là gì ạ? Là những kẻ keo kiệt. Người giàu là những kẻ bóc lột. Người giàu là những kẻ gì ạ? Mưu mẹo. Người giàu là những kẻ không tốt. Và chúng ta không hiểu tại sao người ta nói như vậy. Ngày xưa khi mà ở Việt Nam ấy, là những cái người địa chủ. Tức là có những cái người địa chủ họ bóc lột sức lao động. Bởi vì đa số địa chủ ngày xưa thì họ sẽ đi theo Pháp hoặc là theo các thực dân Mỹ, Nhật, và họ phải đàn áp người dân lao động. Và cái suy nghĩ là cái người địa chủ hay là cái người giàu ấy, là cái người áp bức bóc lột sức lao động của người nghèo, nó bắt đầu đi vào trong tiềm thức của nhân dân Việt Nam nói chung. Và sau đó thì người ta kể những cái câu chuyện kể dân gian như là lão Hà Tiện, rồi lão địa chủ độc ác, rồi tên nhà giàu keo kiệt, rồi tên phú ông bóc lột. Đại khái là như vậy. Và nó trở thành hai cái thế lực đối chọi với nhau. Và chúng ta tự nhận mình là những người nghèo, những người yếu thế, cho nên chúng ta đối chọi với cả những cái tầng lớp giàu có. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu bị đưa vào trong bộ não của yếu ớt, non nớt của mình. Những cái niềm tin rằng giàu là không tốt, giàu có là không tốt. Giàu có là phải bóc lột người khác, giàu có là phải lừa lọc người khác thì mới giàu được. Và điều này khiến cho rất nhiều người gặp sai lầm và khiến cho rất nhiều người mắc kẹt trong cái công việc của mình. Mình không dám trở nên giàu có, bởi vì mình sợ rằng giàu có thì mình sẽ bị ghét. Giàu có thì mình sẽ không được yêu thương nữa. Khi mình giàu có lên thì mọi người sẽ không còn yêu thương mình nữa. Khi mình giàu có lên, mình sẽ không còn những người bạn nữa. Cho nên tôi thà nghèo mà giữ được những người bạn, còn hơn mà giàu mà mất bạn. Người ta bảo là giàu thì thay bạn, sang thì thay vợ. Thì thực tế là như này, là thay bạn thì giàu, thay vợ thì sang. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thay bạn thì chúng ta sao ạ? Có tư duy giàu có. Và thực tế là những người giàu ấy thì họ rất là muốn chơi với mọi người, họ hòa đồng mọi người. Nhưng chính những người nghèo là những người không tự tin để chơi với những người giàu. Và chính những người nghèo tự tách ra và không chơi với họ nữa. Người giàu họ đau khổ vì họ không được chơi một cách hòa đồng. Cho nên chúng ta đôi khi không hiểu tại sao chúng ta lại hành động như vậy. Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nhờ NLP, chúng ta có thể hiểu ra rằng tất cả những thứ này nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là những cái thói quen chúng ta đã bị cài đặt từ rất là xa xưa. Giống như con khỉ, nó bị cài đặt rằng trèo lên cái thang là gì ạ? Bị đánh. Cho nên nó không dám làm và nó cũng hành động giống như vậy. Mặc dù cái nguyên nhân cơ bản là những cái tia nước thì đã không còn nữa rồi. Những cái nguyên nhân là những cái não Hà Tiện, những cái não địa chủ ngày xưa ấy, nó không còn nữa rồi. Bây giờ những cái con người giàu có, những người thành công ấy, thì đều là những con người, người tốt. Giàu có là những con người tốt, những người có giá trị cho xã hội, là những người đóng góp được nhiều cho xã hội. Và chúng ta muốn trở nên giàu có thì bắt buộc chúng ta phải cài đặt lại cho mình cái niềm tin. Niềm tin rằng chỉ khi nào chúng ta giúp đỡ mọi người thì chúng ta mới trở nên giàu có. Và khi chúng ta trở nên giàu có thì chúng ta càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Giàu có thì chỉ là cách để chúng ta scale hay chúng ta nhân bản lên cái sự tốt bụng của mình mà thôi. Cái người tốt bụng thì họ vẫn tốt bụng kể cả giàu hay nghèo. Còn cái người không tốt bụng, tức là cái người mà xấu ấy, thì họ vẫn xấu ngay cả giàu hay nghèo. Giàu thì họ càng xấu hơn. Nếu mà cái người xấu ấy, thì khi họ nhiều tiền ấy, thì họ càng xấu hơn. Đúng rồi, rất đúng anh chị em. Còn cái người mà tốt ấy, khi họ giàu ấy, thì họ càng tốt hơn. Như vậy là giàu không liên quan đến cái việc tốt hay là xấu. Đúng không ạ? Cái người xấu thì nhiều tiền thì họ vẫn xấu. Còn cái người tốt thì nhiều tiền thì họ vẫn tốt.
đúng không ạ? Đó, nhiều tiền chỉ có scale hay là cái gọi là tăng, gia tăng cái tính cách của họ thôi. Cái tính cách của họ là cái người tốt thì họ nhiều tiền thì họ càng tốt hơn. Tính cách của họ là mong muốn giúp đỡ người khác thì có nhiều tiền họ càng giúp được nhiều người hơn. Cái tính cách của họ là gì ạ? Muốn hại người khác thì ít tiền họ hại ít, nhiều tiền thì họ hại nhiều người hơn. Có đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Giàu hay nghèo không liên quan đến cái việc tốt hay xấu. Mà tốt hay xấu là mình phải rèn luyện từ bé, rèn luyện từ nhỏ, rèn luyện từ những cái hành động, cái hành vi nhỏ nhất của mình. Từ cái việc mà mình ăn, mình nói là mình đã phải gì ạ? Rèn luyện rồi. Chứ không phải đợi lúc giàu mới tốt. Bây giờ mình có quyền xấu, sau khi này mình giàu thì mình giúp người sau. Không phải như vậy. Được không ạ? Rồi, anh chị em hãy comment xuống là gì ạ? Là bây giờ mình cài đặt lại niềm tin nhé. Mình cài đặt lại niềm tin. Đó là gì ạ? Người giàu là người tốt. Tất nhiên là người giàu với cả tốt nó không liên quan với nhau đâu. Nhưng mà bây giờ mình cài đặt. Mình cài đặt. Ngày xưa mình bị cài đặt sai. Đó là người giàu là người xấu. Thì nó làm mình bị sai. Bây giờ mình phải kéo ngược lại. Thì mình đặt lại. Đó là gì ạ? Giàu là tốt. Người giàu là người tốt. Người giàu là tốt. Được chưa ạ? Hoặc là ngày xưa mình nghĩ là bán hàng là không tốt. Ngày xưa bán hàng nó gọi là cái thời mà bao cấp ấy, những người mà bán hàng ấy thì bị xử ngay, bị phạt ngay. Nó vi phạm pháp luật. Nó gọi là gian thương. Những cái người mà bán hàng ấy là toàn phải bán chui thôi. Cái ngày xưa cái thời tem phiếu Việt Nam thời bao cấp ấy là những người nào mà bán hàng là coi như là cái thể loại là không tốt, là vi phạm pháp luật. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Bây giờ người ta khuyến khích mình làm giàu, khuyến khích mình buôn bán. Cho nên là bán hàng là một trong những cái nền tảng để phát triển xã hội. Những người bán hàng là những người mang hàng hóa từ nơi này đến nơi kia, trao giá trị cho mọi người. Cho nên người bán hàng là người tốt. Bán hàng là tốt. Anh chị em cài đặt lại niềm tin của mình. Đó là gì ạ? Bán hàng là tốt. Comment xuống điều này. Bán hàng là tốt. Mình bán hàng là mình mang giá trị cho mọi người. Cho nên bán hàng là tốt. Được không ạ? Bán hàng là tốt. Comment xuống điều này. Bán hàng là tốt. Được không ạ? Đấy. Cài đặt lại cái niềm tin của mình. Đó. Bán hàng là tốt. Giàu có là tốt. Cho nên mình muốn trở nên giàu có thì mình phải tin rằng giàu có là tốt. Còn nếu mình tin rằng giàu có là không tốt thì không bao giờ mình trở nên giàu có được. Mình phải yêu mến, mình phải ngưỡng mộ, mình phải thán phục những người giàu hơn mình. Đấy, những người giỏi hơn mình. Những người giỏi hơn mình bĩu môi và úi giời ơi, nó thế này, nó thế kia, nó may mắn, nó thế này, nó thế khác. Mình phải ngưỡng mộ những người giàu hơn mình, những người giỏi hơn mình, những người bán hàng tốt hơn mình. Được không ạ? Và chúng ta bắt đầu cài đặt niềm tin bằng cách tuyên bố: tôi là người giàu có, tôi là người bán hàng giỏi. Được không ạ? Comment xuống điều này. Bắt đầu cài đặt lại niềm tin của mình, để niềm tin sau đó sẽ dẫn dắt cảm xúc của mình, và cảm xúc sẽ dẫn dắt những hành vi, hành động của mình. Mình không dám bán hàng, không dám chốt sale bởi vì cái điều này. Bởi vì điều này không phải là kỹ thuật chúng ta không có, học kỹ thuật đến bao nhiêu chăng nữa, mà thiếu cái điều này thì kỹ thuật cũng vứt đi hết. Được không hả Thùy Linh? Đừng chỉ học kỹ thuật. Cái thứ mà mình học quan trọng nhất, đấy là học thay đổi cái niềm tin bên trong của mình. Tôi là người giàu có, tôi là người bán hàng xuất sắc, tôi là người bán hàng đỉnh cao. Đấy. Mình phải cài đặt cho mình cái niềm tin đó bằng cách là gì ạ? Tuyên bố nó mỗi ngày. Như vậy cái tuyên bố của chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ được cộng thêm hai cái tuyên bố nữa. Đúng không ạ? Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người giàu có. Đấy, bán hàng xuất sắc hoặc bán hàng đỉnh cao. Được chưa ạ? Mới đầu mình đọc lên nó hơi gai gai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì
có thể nó đang ngược lại với cái niềm tin cũ kỹ ở bên trong mình. Và cái tiềm thức thì về cơ bản những cái gì mà nó không giống cái thứ mà nó quen thuộc thì nó sẽ phản kháng. Có mỗi thế thôi. Nó sẽ phản kháng. Và việc của chúng ta phải hành động bất chấp cái sự phản kháng đó. Hành động bất chấp sự phản kháng của tiềm thức thì chúng ta mới cài đặt được cái niềm tin mới, thì chúng ta mới thay đổi một cách thực sự. Cho nên hãy cài đặt niềm tin ngay từ bây giờ. Đó là tôi là người giàu có. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Chỉ có bán hàng thì mới trở nên giàu có được thôi anh chị em. Chỉ có bán hàng mới tạo nên trở nên giàu có mà thôi. Bán hàng thì có rất nhiều thứ để bán. Bán sản phẩm, bán dịch vụ, bán giá trị, bán niềm tin, bán tầm nhìn, bán thông tin. Chứ không phải nhất thiết là cứ cầm cái sản phẩm ra thao thao bất tuyệt về cái sản phẩm thì mới là bán đâu anh chị em. Bán hàng nó có nhiều kiểu bán hàng, nhiều cách bán hàng. Ngay cả chúng ta đi làm thuê là chúng ta đang bán cái thời gian, bán công sức, bán cái trí tuệ của mình. Mình mà bán được giá thấp thì đó là lỗi của mình. Cũng có người làm thuê, có người kiếm được 5 triệu tháng, có người kiếm 50 triệu tháng, có người kiếm 500 triệu một tháng. Cũng là làm thuê. Đúng không anh chị em? Đấy. Bán làm thuê cũng là phải bán cái thời gian công sức của mình. Mà mình không biết cách bán, mình không làm cho cái CV của mình đẹp lên, mình không có những cái trải nghiệm, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, thì mình bán cái gì ạ? Mình bán cái thời gian của mình với giá rẻ. Cho nên là gì ạ? Ai cũng đang tham gia quá trình bán hàng hết anh chị em. Mình lấy vợ, lấy chồng cũng đang là gì ạ? Đang bán cái gì đó. Mình lấy chồng thì mình bán cái gì cho chồng mình? Có phải là mình bán gì ạ? Bán cái sự quan tâm, bán cái tình cảm của mình, bán cái thân xác của mình. Bây giờ lấy chồng xong rồi chẳng quan tâm gì, chẳng yêu thương gì họ. Xong rồi gì ạ? Có mỗi cái việc là sách tình dục cũng chẳng cho họ. Thế thì nó chán, nó ghét là phải thôi. Nếu là vợ thì hãy nghiên cứu về nghệ thuật phòng the để giúp cho chồng nó được có giá trị ở trên giường. Đúng không anh chị em? Đúng không các chị em? Đúng không các anh em? Mình bán cái đó, rồi bán cái sự chăm sóc, bán cái sự quan tâm, bán cái sự yêu thương, bán cái mặt mũi. Người ta gọi là sang vì vợ. Làm sao để người chồng của mình nó phải sang vì mình? Thì khi đó thì mình mới có giá trị. Lúc đấy mình mới đòi hỏi, mình đòi tăng lương, mới tăng được lương lên chứ. Bây giờ mình không làm cái việc đấy, xong đầu nó đi ra ngoài, nó tìm cô khác, nó sang hơn, thì bắt đầu lại quay ra là chửi rủa, đánh chửi nó, khổ thân. Đúng không anh chị em? Rồi bán cái gì ạ? Bán cái việc mà đẻ cho nó đứa con, chăm sóc con cho nó. Thì làm sao ạ? Mình có giá trị. Mình không làm được việc đấy thì rõ ràng là mình không có giá trị. Mình không có giá trị, mình không bán được thì làm sao ạ? Thì mình bị loại bỏ ra cuộc chơi. Thế thôi, đơn giản. Đúng không ạ? Thế còn đàn ông thì sao? Người chồng thì sao? Bán cái gì ạ? Bán cái sự quan tâm, bán sự thấu hiểu, bán sự chăm sóc, bán cái sự lắng nghe, bán sự an toàn. Người vợ họ thích an toàn. An toàn về gì ạ? Về tài chính. Đưa tiền cho họ. An toàn về gì ạ? An toàn về sinh mạng. Bây giờ lấy chồng mà suốt ngày chồng oánh, suốt ngày nó dọa giết, thì đâu có yên tâm, đâu có an toàn. Đúng không ạ? Phải nhẹ nhàng, phải dịu dàng, để người ta cảm thấy ở bên cạnh mình họ an toàn. Nếu mà họ không cảm thấy an toàn thì họ sẽ đi tìm người khác. Thế thôi. Đơn giản. Chẳng có gì mà khó hiểu. Đúng không ạ? Tại sao người ta ngoại tình? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không bán được cái thứ người khác cần, thì họ ngoại tình, có thế thôi. Đấy. Cho nên là cái việc đấy nó hoàn toàn dễ hiểu, chẳng có gì mà lên án, chẳng có gì mà ghê gớm, bởi vì mình có ở trong nhà họ đâu. Người ta bảo ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Mình có ở trong nhà họ đâu mà mình phê phán, mà mình nhận định với cả mình chê bai họ. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên việc của mình đó là hạn chế những cái lời chê bai, rồi những cái lời kết luận, những cái nhận định mà mình thiếu cơ sở, thiếu căn cứ. Mình chỉ nhìn một hai cái hành vi của họ, sau đó mình đưa ra khái quát tổng thể này.
là cái điều là gì ạ? Là không đúng, là sai sự thật, là không cần thiết. Nó làm chúng ta mất năng lượng, làm cho chúng ta phí phạm thời gian. Việc của chúng ta là tập trung. Thứ nhất, đang học, chúng ta học được cái điều gì? Cái thứ hai, chúng ta làm được điều gì? Quan trọng nhất, chúng ta có cái gì? Chúng ta được cái gì? Sau đó thì cái việc mà chúng ta làm có ảnh hưởng đến ai hay không? Thứ ba nữa là cái việc của chúng ta làm ấy, thì có giúp được ai hay không? Thế thôi. Thế cái việc mà chúng ta tham gia vào những cái cuộc cãi vã ở trên mạng, chúng ta tham gia vào những cái nhận xét ở trên mạng thì có giúp được gì cho chúng ta không? Có giúp được gì cho người khác không? Nó có ảnh hưởng gì cho người khác không? Nếu mà giúp được mình, giúp được người thì mình làm. Nếu mà giúp được mình mà ảnh hưởng đến người khác thì không làm. Đúng không ạ? Giúp mình mà hại người là không làm. Giúp người mà hại mình thì phải xem xét. Tức là mình vậy, mình mất tiền nhưng mà giúp được ai đó thì đôi khi mình cũng phải xem xét, mình cũng vậy, có thể mình làm. Nếu mà hại mình, hại người tuyệt đối không làm. Đúng không anh chị? Được mình, được người chắc chắn phải làm. Được mình, không được người thì cũng phải xem xét, không nên làm. Nếu mà được người, không được mình thì cũng phải xem xét nên làm hay không. Nếu mà không được mình mà không được người, tuyệt đối không làm. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là những cái việc mà tham gia vào những cái cuộc cãi vã ở trên mạng, xem là thằng này yêu cô kia lại ghét thằng này, xong đầu tranh luận rồi cãi nhau, vô bổ vô nghĩa. Cho nên chúng ta sẽ hạn chế những cái việc vô bổ vô nghĩa như vậy, để tập trung vào những thứ, tập trung tinh thần, tập trung năng lượng vào những thứ quan trọng để tạo ra tiền. Đó là gì ạ? Đó là bán hàng, đó là kinh doanh, đó là xây dựng hệ thống, đấy là phát triển con người. Những cái thứ đó mới thứ là giúp chúng ta tạo ra tiền bạc, tạo ra giá trị một cách bền vững. Ok không ạ? Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và chúng ta đã hiểu được cái mô thức thành công. Và đây là cái phần cực kỳ quan trọng, và chúng ta sẽ quay lại cái phần này rất là nhiều trong các cái buổi tới. Bởi vì đây là cái nền tảng của NLP. Khi chúng ta hiểu được rõ cái điều này rồi ấy, thì anh chị em biết là giống như là cái cây ấy. Khi mà chúng ta đã hiểu được cái gốc rễ rồi ấy, thì cái thân, cái cành, cái lá ấy, nó ra bao nhiêu cái thứ ấy, thì chúng ta đều có thể suy luận nó học được hết. Một số người cứ đi học cái lá, đó là học là gì ạ? Là chốt sale thì nói câu gì. Không, đừng học cái lá. Bởi vì sao ạ? Cái lá ngày hôm nay nó xanh, ngày mai nó rụng mất. Mình học là đi học cái lá khác. Học cả đời cũng không bao giờ học hết được cái lá hết. Nếu mà học thì học cái gốc rễ này này. Đây là những cái thứ gốc rễ. Học được cái này thì chúng ta có trí tuệ siêu việt. Tại sao rất nhiều người nói Huy là gì ạ? Là sao cái gì anh cũng biết, hỏi cái gì cũng biết. Thì thực ra là Huy cũng chẳng biết nhiều đâu. Nhưng mà Huy biết những cái thứ gốc rễ như này này. Biết thứ gốc rễ này thì mình có thể suy luận, mình có thể tìm ra được cái chân lý của rất nhiều cái sự vật, sự việc khác. Mình có thể giải thích được rất nhiều sự vật, sự việc khác. Cho nên học cái gốc rễ này thì chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn cái lá, hàng triệu cái lá. Nhưng mà mình cứ đi học cái ngọn ấy, mình cứ đi học cái ngọn ấy, thì học xong cái phần này thì nó đã lỗi thời rồi. Ngày xưa thì cái công thức, cái cách đấy làm là đúng. Nhưng bây giờ cái cách đấy nó không đúng nữa. Bây giờ các ông thầy vẫn đi dạy những cái ngọn đấy thì cũng được. Nhưng mà học cái đấy thì chúng ta sẽ bị mất đi một thứ, đó là mất đi cái tính sáng tạo. Cho nên thay vì chúng ta học cái ngọn đấy thì chúng ta học gốc rễ trước. Học gốc rễ xong đó, cái ngọn đấy chúng ta tham khảo thôi. Và cái ngọn là cái thứ rẻ nhất. Cái gốc rễ này mới là thứ đắt nhất. Theo anh chị em là gốc rễ mới tạo ra ngọn, hay ngọn tạo ra gốc rễ? Cái lá, cái thân cây thì tạo ra lá cây, hay lá cây tạo ra thân cây? Rõ ràng là thân cây thì mới tạo ra lá, đúng không ạ? Gốc rễ tạo ra thân cây tạo ra các cái cành, cành nhánh, cái cành nhánh mới tạo ra lá. Thế bây giờ mình cứ đi học những cái ngọn ấy thì không bao giờ hết được. Đó. Đây là những gốc rễ chúng ta cần phải học, học một cách nghiêm túc, học một cách gọi là bài bản. Và một quan trọng hơn nữa là chỉ đừng có học như vậy. Ở đây, quá trình học ở đây ấy, nó gọi là học theo một cái phương pháp, nó gọi là phương pháp mật tông. Phương pháp mật tông là như ạ? Phương pháp mật tông đó là
thầy nói vậy, nhưng mình phải hiểu rộng hơn như vậy. Thầy nói một, mình phải hiểu 10. Tức là gì ạ? Thầy chia sẻ về mô thức thành công, thầy chia sẻ về năm giác quan, thầy chia sẻ về bộ lọc. Thì việc của chúng ta chỉ đừng dừng lại ở đó. Chúng ta hãy đọc sách, chúng ta hãy đào sâu, chúng ta hãy nghiên cứu thêm về vấn đề này. Rồi thầy bảo là làm bài tập chỉ cần tích vào là xong. Nhưng cái người học trò tuyệt vời là người làm vượt qua cái yêu cầu của thầy. Cái người bán hàng xuất sắc là cái người vượt làm những cái việc để vượt qua cái yêu cầu của khách hàng. Khách hàng vào cửa hàng chỉ mong muốn mua một sản phẩm. Nhưng người bán hàng tuyệt vời là người phục vụ khách hàng vượt qua cái mong muốn của khách hàng. Người ta vào spa với mong muốn để trị nám, trị mụn. Nhưng họ không ngờ vào spa, họ còn được chăm sóc một cách chu đáo. Họ còn được tặng quà, họ còn được gì ạ? Hỏi thăm, được tặng hoa vào ngày sinh nhật. Họ còn được kiểm tra những cái thứ khác hoàn toàn miễn phí. Họ còn được khen ngợi, họ còn được trân trọng, họ còn được ghi nhận, họ còn được phục vụ giống như một ông hoàng, giống như một bà hoàng. Người bán hàng xuất sắc là người bán vượt qua cái mong muốn của khách hàng. Đó, đó là cái điều mà cái người bán hàng xuất sắc nên làm. Đấy ạ. Và chúng ta là những người bán hàng xuất sắc. Chúng ta là người học trò xuất sắc. Người học trò xuất sắc là người sẽ học nhiều hơn cả những gì thầy nói. Thầy nói một câu, mình lên mạng mình search thêm mấy câu nữa. Thầy bảo là làm một bài tập, mình làm luôn mấy bài luôn. Bảo là ngày đọc một lần, ngày đọc hẳn ba lần. Bảo mà mỗi lần đọc ba câu, mình đọc hẳn chín câu. Không, đọc bốn câu nhưng mà đọc ba lần. Một cái bài tập đọc ba lần đúng không? Đọc hẳn mẹ chín lần. Giống như bạn Phương Thủy Linh bảo là em quay 10 lần em mới đăng một lần. Đấy, người học trò xuất sắc như vậy. Giống như chị Xuân ấy, đó là gì ạ? Thầy bảo không đăng video, cứ đăng hàng ngày. Đấy là người học trò xuất sắc. Và người học trò xuất sắc sẽ tạo ra người bán hàng xuất sắc. Và người bán hàng xuất sắc sẽ tạo ra gì ạ? Những người thành công một cách xuất sắc. Cho nên Huy tin rằng với tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây, chắc chắn chúng ta sẽ làm vượt quá lên những yêu cầu của bài tập. Chúng ta không cần phải làm với một cái tình trạng đối phó nữa. Chúng ta không phải đọc một cái tình trạng đối phó nữa, mà chúng ta đọc với một tình trạng rất là sáng tạo. Chúng ta đọc với một cái năng lượng, chúng ta đọc với một niềm tin, chúng ta đọc với một cái sự hứng khởi. Và chân tay chúng ta phải linh động lên một tí, mặt mũi chúng ta nó phải linh động lên một tí. Đừng đọc một cách ề à, đọc cho xong cho có. Được không ạ? Bởi vì đấy nó không phải là yêu cầu của bài tập. Nhưng vì chúng ta là một người bán hàng xuất sắc, chúng ta là một thủ lĩnh xuất sắc, chúng ta là một học trò xuất sắc, nên chúng ta sẽ phải làm tốt hơn những gì được học, được yêu cầu. Bao nhiêu anh chị em tin rằng tôi là người học trò xuất sắc thì comment xuống tôi là người học trò xuất sắc, được không ạ? Mình là người học trò xuất sắc thì mình sẽ học nhanh. Mình sẽ học nhanh và mình sẽ thành công nhanh. Mình thành công nhanh thì mình đỡ mất thời gian, đỡ mất cơ hội. Mình thành công nhanh để mình còn phụng dưỡng được cha mẹ mình. Mình thành công nhanh thì mình còn nuôi dưỡng được con cái của mình. Mình thành công nhanh thì mình còn sức khỏe để mà mình hưởng thụ cuộc sống này. Mình còn nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống này. Mình thành công chậm thì mình sẽ mất đi rất nhiều thứ. Đấy chứ ạ? Cho nên không học thì thôi. Đã học thì học cho nó tập trung. Không học thì thôi, học thì học cho nó nghiêm túc. Không học thì thôi, học cho nó đàng hoàng. Không học thì thôi, học thì mình phải trở thành học trò xuất sắc. Được không anh em? Ok nhá, cảm ơn anh chị em. Và cái bài tập ngày hôm nay thì tương tự như cái bài tập hôm trước, chúng ta cũng sẽ quay video. Nhưng chúng ta thêm hai câu nữa. Một, đó là tôi là người giàu có. Hai, là tôi là người bán hàng xuất sắc.